Hello, xin chào. Are you okay? Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phúc Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world đây các bạn ơi. Và hôm nay sao tự nhiên mình đứng im chỗ mà không cử động được vậy ta? Quên, chưa bắt đầu, từ mình bấm nút bắt đầu đã bạn ơi. Đứng im một chỗ khó chịu quá. Ok. Wow. Hôm nay nè bạn ơi, như bạn đã thấy đằng sau lưng của mình nè, giới thiệu bạn đó chính là Timmy Đù, Camui Đù, Sammy Đù và Simmy Đù mọi người ơi. Đó, mày thấy không? Đó, mà sao Sim bay bay trên trời xem. Từ đâu tới phát mẹ cho tôi xuống. Trời ơi. Trời ơi, Sim là thần thông rồi, Sim là thần rồi. Xong luôn rồi bạn ơi, Simmy bị kẹt cái đó rồi. No. Ok bạn ơi, thì hôm nay nè, như bạn đang thấy nè, ở xung quanh của mình các bạn thấy không? Có rất là nhiều Doraemon luôn bạn ơi. Thì cái map này là mình đã chơi một lần rồi, thì chắc các bạn cũng còn nhớ con map này đúng không? Cái map này rất là vui luôn bạn ơi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách chơi những con map này nha. Có lẽ sẽ có nhiều bạn chưa biết nè, bạn coi này không? Nó xuất hiện những cái bánh rán xung quanh nè. Và nhiệm vụ chúng ta là phải leo trên cái bánh rán chúng ta đứng, hiểu không? Và bạn coi nha, trong một thời gian ngắn nữa thì cái mặt đất nó sẽ biến mất. Bùm. Đó. Và người nào mà bị rơi xuống dưới thì người đó sẽ thua bạn ơi. Và cái trò rất là vui luôn. Ở nói chung là bánh rán sẽ hiện lên và mọi người sẽ phải giành nhau đứng lên trên cái bánh rán. Ai mà không đứng lên được là người đã thua. À, bạn hiểu chưa? Ok, mọi người hiểu chưa mọi người? Hiểu rồi. Hiểu rồi đúng không? Chơi giành bánh chén. Đó. Cái này là bánh rán. Bánh rán phải bánh chén bà nội. Ok ok rồi, để xem nha. Bây giờ nè, càng lúc thì bánh rán sẽ giảm xuống còn ít hơn nữa, cho nên mọi người phải giành nhau. Ui. Đi ra. Tôi đẩy bà xuống. Chia sẻ. Ok. Rồi xong luôn. Thấy không? Không ai chết hết. Đó, vậy là coi như là mọi người đã gọi là chiến thắng rồi đó. Ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đợi cho cái mặt đất nó xuất hiện tiếp các bạn ơi. Ok, mình sẽ tranh thủ lâu đẩy cho mọi người. Okay. Ok rồi, tiếp nha. Trong đây là nó cho chúng ta thêm những cái bụ bói nữa nè, để nhiệm vụ rồi để quýnh người ta. Ok hiểu không? Có nè. Cái này là gì đây? Cái này là để ăn, mình ăn vô để làm gì ta? Ăn vô để hồi máu. Ok. Xuất hiện bánh này, leo lên. Ok rồi. Rồi xong luôn. Ok. Hội hội chị em đoàn kết các bạn ơi, hội chị em chia nhau mọi người ạ. Nhưng mà thôi, một tí nữa chỉ còn có hai cái xuất hiện thôi, cho nên không thể nào mà chia nhau mãi được đâu. Trước sau gì trước sau gì cũng có người thua thôi. Mọi người, mình là hội chị em, mình hợp lực đánh không xuống đi. Trời ơi, tôi lại sợ mấy người quá. Tôi là con trai, tôi khỏe, tôi đẩy mấy người rơi xuống dưới luôn à. Ôi, từ bánh rán xuất hiện, bánh rán xuất hiện. Xí à, không cho, đi ra, Timmy đi ra. Rồi, xong Timmy rồi. Rồi, xong Timmy rồi. Timmy lên thiên đàng rồi mà ơi, chết rồi. Đó, bạn thấy không? Bây giờ á chỉ còn có hai cái bánh rán thôi, một tí nữa là chỉ còn có một cái rồi, không ai chia được đâu. Ok. Cái bánh rán cũng 4 người luôn. Sắp khó rồi. Bây giờ rồi, còn có tận 4 người lận bạn ơi, trong khi chỉ còn có một cái bánh rán thôi. Trời, căng nha. Ok, mình sẽ đứng ở giữa nè, mình sẽ tranh thủ mình để ý cái bánh rán xuất hiện chỗ nào, mình sẽ chạy qua chỗ đó liền. Bánh rán. Ok, Thấy rồi, đứng lên. Yeah, được rồi. Xin lỗi Camui nha. Ủa, đi cây à, không được, đi xuống đi. Không, rồi xong Simmy. Mấy bạn thấy chưa? Mày thấy chưa? Sau gọi là mấy tháng tập gym cho cơ bắp cuồn cuộn thì bây giờ Phong đã gọi là trở thành gọi là một người vô cùng mạnh khỏe đó, chỉ cần gọi là xô cái thôi là té dưới luôn. Không cần mình ra xong còn đẩy em xuống mà người ơi. Simmy tranh thủ gọi là kiếm cái bánh gì đó ăn vô cho mập ra để gọi là đứng trang chỗ mọi người nha. Simmy không chen mọi người rồi. Ủa đâu vậy? Ê, mới đây. Xí, Sam leo lên. Ok, đẩy. Đẩy Camui xuống, đừng cho Camui lên. Quá đơn giản các bạn ơi. Bây giờ chỉ còn có mình với Sam thôi bạn ơi. Khó lắm nha. Sam ơi, bà chuẩn bị thua đi, tôi thắng chắc rồi, bà không thắng lại tôi đâu. Còn lâu. Ok, rồi. Để xem coi ai thắng nha. Ôi, rồi xong luôn, Sammy ăn ngôi sao, Sammy thắng luôn bạn ơi. Trời ơi.
Trời ơi, tức quá, hóa ra là màn cuối là nó xuất hiện ngôi sao bạn ơi. Không chịu, cái lại. Rồi ok bạn ơi, hồi nãy là mình thua Sammy, mình tức quá bạn ơi. Nhưng mà lần này là mình chắc chắn sẽ giành top 1 rồi các bạn coi à. Lần này nha, là tôi không nhường cái ai hết đâu rồi. Ngày à, tôi đánh mọi người xuống luôn. Ok. Ôi, đây là hai bánh rán rồi. Đây, đây là cái bánh rán của cuộc đời tôi. Rồi xong rồi ha, ok, cũng may là còn nhiều bánh rán á cho nên là không ai bị té nè. Rồi ok. Ha, mấy bạn hãy xem đây. Bây giờ bạn sẽ được xem Phong Cận lần đầu tiên gọi là ăn hiếp con gái mọi người ạ. À. Đó, từ trước giờ Phong rất là ga lăng nhưng mà trong trận chiến lần này không được phép mang chuyện tình cảm vào đây, bạn hiểu không? Đấy. Cho nên là không ai thắng được Phong đâu. Để xem đây. Ok, không được phép đem chuyện tình cảm vào đây. Quá chứ không chép vào không chấp hết được không? Phong chấp hết. Phong một mình tôi chấp hết luôn. Giờ tôi cầm cái kiếm là ai dám lại gần tôi quýnh nè. Rồi. À ok. Leo được rồi. Đẩy tôi đẩy tim mày xuống. Trời ơi. Xuống đi. Cố lên tim ơi, đứng đi. Đó. Trời ơi, Phong cũng đẩy tim mình xuống. Trời ơi, làm sao Phong đẩy được. Như mọi người đã biết rồi. Timmy là một đối thủ nặng ký, đúng nghĩa nặng ký, cho nên là mình không thể nào mình show Timmy xuống được bạn ạ. Tức ghê trời. Ok, không sao sao. Cái này không được là lý do mà. Ờ đúng rồi, nó căng nặng đồ nặng ký đồ ha. Trời ơi, để xem. Ok rồi, đây mấy bạn hãy thử đoán xem coi trận này ai thắng nha. Ô, đây. Xí. Các bạn ơi, cái mũi đi ra. Cái mũi đi ra. Thôi bạn. Thôi. Trời ơi, trời ơi. Cái mũi đi ra. Đi ra. Này thì chết này. Mũi bất tử rồi. Sao mũi không chết vậy? Rồi lát được Camu chết. Wow, ok, không sao, tí nữa đóng cái đống sô cô la xuất hiện đè bẹp Camu à. Ok. Rồi xong. Rồi xong. Bao ngoài luôn. Mày có súng hả? Ok. Chết rồi. Ok, không sao, rơi xuống dưới là coi như là thua luôn rồi. Trước sau thì cũng thua thôi. Ok, rồi bây giờ còn một mình đấu với lại Sim, Sam với lại là Timmy mọi người ạ. Đấy, Sim với Sam thì mình không sợ đâu, mình chỉ sợ mỗi mình Timmy hải dụ các bạn ơi. Ê, đi ra. Trời may quá, xem nó té. Trời ơi trời. Timmy hất mình cái. Timmy dùng cái bụng của Timmy tung mình cái, mình văng xuống dưới luôn. Trời, xém nó thua. Cũng may là mình nhanh tay. Hey, cũng may là Phong mà chân dài với Hero Team, Phong 1m8, Phong chân dài với Hero Team, Phong nhảy phát Phong qua luôn các bạn ơi. Nhảy xuống đi Phong, xuống không đi. Được, không xuống được đâu. Ok. Rồi, còn một bốn người nha. Ok, còn một cái bốn người. Bây giờ chỉ còn có một cái thôi, còn có một cái bánh thôi mà trong đây đến tận bốn người lận, giờ sao trời. Trời ơi, một xe bốn. Căng thẳng quá. Lên rồi, đẩy xuống. Đẩy xuống. Sam ơi. Rồi xong luôn. Hai người ép độc lắm. Tại sao hai người lại làm như vậy với Sammy? Ờ tính ra là cả con bồ nó xuống dưới luôn là hai mấy. Ê, vậy xem. À, tất cả là do Timmy. Tất cả là Timmy. Bạn thấy chưa? Hội chị em cái gì? Chị em Timmy đã tìm cách để hãm hại những người còn lại. Trời ơi trời. Ơi, cho bà quỷ tôi xuống vậy đi. Không được rồi. Gì vậy? Ok, mày quá, lên được rồi. Timmy thật là nguy hiểm các bạn ơi. Không được. Đối thủ đáng không? Đối thủ này thật là kinh dị. Ok. Ok, bây giờ là màn cuối nè. Cố lên, còn 3 giây nữa. Timmy ơi, đừng chạy một vòng, mình sợ. Có ngôi sao, đúng không ta? Có ngôi sao. Đúng rồi. Bây giờ ai chân dài hơn thì người đó ăn được ngôi sao nè. Timmy đồ. Tại sao? Mình lại thua nữa rồi. No. Chơi thua gái nhục. Nhục. Trời ơi. Tức quá bạn ơi. Hai trận đã thua rồi. Trận này không thể nào thua được nữa. Mấy bạn hãy xem đây. Trận này mình sẽ giành top 1 cho bạn coi nè. Mình nói thật, mình thề luôn. Ok, nhẽ này nè. Lúc sau cũng top 1 thôi. Bây giờ vẫn là còn có 5 cái bánh cho nên mọi người vẫn có thể chia nhau được. Ok, một tí nữa tôi không chia cho ai đâu. Thật nè, tôi sẽ chạy qua chỗ Sam nè. Như này. Thôi, đừng múa em ơi, đừng. Đừng múa đâu.
Thầy thì cho coi ảo thuật nè, nhảy qua chỗ sau nè. Ok. Hay quá em ơi. Rồi xong luôn, Simmy đã té rồi mấy bạn ơi. Nhưng mà không sao, vẫn còn nhiều bánh rán lắm, mọi người vẫn có thể chia nhau được. Hình như là màn tiếp theo là sẽ còn sẽ được 3 cái vậy. Đúng không ta? Bốn cái hả? Ơi, tính ra bốn cái gì bọn mình vẫn có thể chia nhau mà. Ok, chia nhau đi. Vừa đủ mà. Nhờ Sim mà vừa đủ đó. Chúng ta hãy cùng nhau sống trong hòa bình nha mọi người. Ở chia nhau. Ở thấy không? Thấy không, phải không? Sức mạnh của sự đoàn kết, bọn mình đã nhường nhau rồi á. Bây giờ đoàn mỗi người cái gì tôi chết nè. Trời ơi là trời, tôi chết rồi mọi người. Simmy á, Simmy người ta gọi là chết vì chơi ngu quá Sim. Không sao. Trời ơi, trận này căng thẳng nha. Timmy là một đối thủ đáng gờm nè bạn ơi. Timmy vẫn còn nè. Khó. Trời. Doraemon ơi, hãy mau mau lấy ra trong chống tre cho mình, lấy trong chống tre mình bay lên trời đi Doraemon. Trong chống tre. Ok. Ui. Đây. Cái gì vậy ông nội? Gì là gì? Thôi tôi nhường bà còn gì nữa thấy không? Nó mình nhường Sam nữa bạn thấy không? Đó, mình chỉ đứng một nửa cái bánh thôi, nhường cho Sam thấy không? Đấy, ok. Phong ơi, từ nãy đến giờ bảo là không nhường hội chị em, ai cũng không nhường mà sao đi nhường Sam thế? Tại Sam là bạn gái của em thì em nhường thôi được không? Cái lớn thì có người yêu, lớn thì có người yêu đi mọi người. Chứ bây giờ mà em chó miễn phí tèo 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 tèo. Gì mà cơm chó miễn phí bà nội? Ok. Ok, bây giờ còn có 2 cái nè, bây giờ là còn 4 người mà còn có 2 cái nè. Bây giờ trận này căng thẳng nha. Ok, Sam ơi, bây giờ Sam như Sam chọn một cái đi, không chọn cái sẽ bọn mình sẽ đẩy mấy người kia xuống. Ui, gì vậy? Ủa gì vậy? Trời ơi, vẫn nhường nhau kìa các bạn ơi, như vậy là không được rồi. Trời ơi, chị em chúng tôi không nhường nhau, nhường ai bây giờ? Sau trận này thì sẽ chỉ còn có một cái mà thôi. Liệu rằng 4 người có chung được một cái hay không các bạn? Các bạn thử suy nghĩ thử nha. Khó à, trận này khó à. Ok rồi, xuất hiện xong rồi. Ok rồi, bây giờ còn có một cái nè các bạn ơi. Rồi, một tí nữa. Một tí nữa cái ngôi sao nó xuất hiện là mình phải cố gắng mình chạy lại ngôi sao thật là nhanh mọi người ạ. Không thôi là mình chậm hơn người ta là mình sẽ thua các bạn ơi. Trận này nhất định phải được top 1. Lên đi Sam. Rồi xong ca vui rồi. Toàn ca vui rồi các bạn ơi. Ok. Còn Timmy nè. Đẩy Timmy xuống. Dữ vậy không? Bây giờ chỉ còn có mình với Sam Timmy thôi các bạn ơi. Mình chỉ cần ăn ngôi sao nữa là mình sẽ win. Ok, mình sẽ đứng xa chỗ này nè để mình để ý cái ngôi sao nằm ở chỗ nào. Đó, nó xuất hiện ở chỗ nào là mình sẽ chạy đến chỗ đó. Tranh thủ ăn thịt gà vô. Hả? Đúng rồi, cái ngôi sao xuất hiện lộn xộn lắm. Trời, tôi đứng. Bánh rán kìa, bánh rán kìa. Hey. Đây. Leo, thôi nhường cho Sam á, leo đi. Bị gì vậy? Rồi, lên, nhanh. Tạm biệt mọi người, mình sẽ nhường cho Sam được top 1. Ha ha ha. Mấy bạn ơi, bạn thấy chưa? Nam Nhi đại trượng phu là phải biết nhường con gái hiểu không? Rồi ok bạn ơi, thì trong trận vừa rồi bạn đã thấy mình đã nhường cho Sammy chiến thắng mọi người ạ. Đó, cái này ta gọi rằng là sao ta? Người ta gọi rằng là gì ta? Khó khăn. Cái gì mà dạy gái mà nội, người ta gọi là thế giới cứ để cho Phong lo hiểu không? Sammy không cần phải lo hết, không cần phải lo hết, thế giới cứ để cho Phong lo. Ok bạn đúng ơi. Vẫn là dạy gái. Cái đó ta gọi là cơm chó miễn phí đó các bạn. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Đáng lẽ là Phong thắng rồi đó, nhưng mà thôi Phong phải nhường cho Sam bạn ơi. Không thôi các bạn lại bảo là anh Phong ăn hiếp chị Sam nữa rồi đó, lại oan cho mình quá đúng không? Ok, hay nói chung là nhường con gái đi các bạn. Ok, và cảm ơn anh em đã... khoan từ. Đúng rồi, ba trận nào mà cũng nhường con gái không thôi là mình win hết rồi, bạn hiểu không? Tất nhiên là mình quên hết rồi, chẳng qua mình nhường gái thôi hả? Ok, coi vậy, bye bye. Và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye, yêu anh em bye nội. Tạm biệt.